Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép ạ. Hôm nay là ngày 26 tháng 4. Cửa hàng em tiếp tục như đã hứa với các bác là xả tiếp một đô. Đô này là gần 200 đôi các bác, gần 200 đôi, tổng cộng của nó gần 200 đôi. Loa là CEO Cell. Loa đây là loa bãi nội địa Trung Quốc các bác nhá. Hàng này là hàng bãi của Trung Quốc. Hàng này thì không có hàng nhái, mà cũng thị trường Việt Nam cũng không có nó. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là hàng Trung Quốc thì chẳng có ai đi nhái cả. Nó sản xuất ra cho nó hàng nội địa Trung Quốc mà. Thường thường người ta đi nhái thì người ta nhái những cái thương hiệu lớn, những cái hàng đắt tiền. Chứ còn nếu như hàng Trung Quốc thì có lẽ thì chẳng ai muốn đi nhái một cái hàng rẻ tiền cả. Cho nên mà không có hàng nhái. Mà hàng này thì nó cũng không có ở thị trường Việt Nam. Tại vì đây là cái dòng nó sản xuất ra dùng cho thị trường nội địa của Trung Quốc, họ không xuất khẩu, cho nên là cái hàng này là không có ở Việt Nam. Khẳng định là cái hàng này là các bác có tìm ở trên Việt Nam, hàng mới chắc chắn là không có. Nếu có họ hú họa chúng ta gặp thì đó là ở cái hình thức là hàng bãi như là cửa hàng em vừa nhập đây. Thì lô này thì tổng cộng là có gần 200 đôi các bạn, gần 200 đôi. Thì nó chia thành hai loại. Một loại là 4 tép và một loại là 2 tép. Và giá thì em công bố luôn. Giá loại 4 tép là 2.800.000 đồng một đôi và loại 2 tép là 2.300.000 đồng một đôi các bác nhá. Giá này là giá tại cửa hàng bên em, chưa có bao gồm là phí vận chuyển các bác nhá. Và cái lô hàng này thì đặc biệt là cũng không cần phải thay gân các bác ạ. Gân của nó đang còn rất là đẹp, chúng ta không cần phải thay về, nói chung là dùng nhưng rất là ok. Được cái là rất là thuận tiện. Bây giờ em sẽ đi chi tiết về cái lô hàng này cho tất cả các bác chúng ta đều theo dõi nhé. Thứ nhất là bây giờ em sẽ giới thiệu về loại 2.800.000 đồng là loại 4 tép. Đây, 4 tép thì thùng của nó như chúng ta đã biết, đây là một cái thùng của nó, loại 2 tép và 4 tép nó đều giống nhau. Hôm trước này bên em là để e căng thì nó màu nó hơi đen đen này, vừa rồi là đã cho thợ tháo hết e căng và đánh sạch tinh. Chúng ta thấy là tất cả e căng đều sạch, hầu như là không có bị ố vàng giống như là hôm trước. Hôm trước bên em đăng lên thì nó đang bị ố vàng. Vàng chúng ta đánh nó giặt nó không nhìn nó xấu. Thì bây giờ em đánh sạch thì nó rất là đẹp. Đấy, bọn em đánh rất sạch. Đấy, đây, đây các bác thấy đây. Đấy, căng bên em tháo hết là giặt sạch tinh, không có phải là để bẩn như hôm trước. Và thứ hai nữa là đây là cái thùng của nó. Và bát 25 và 30 nó đều là loại thùng như thế này, căng giống nhau hết các bác nhé. Em xin lỗi ạ, là thùng 2 tép và 4 tép ạ, đều là một loại kiểu dáng như thế này. Thì thùng của nó là thùng sơn sần. Sơn sần thì chúng ta thấy là sơn sần màu ghi. Đấy, rất chi là đẹp. Lô hàng này thì thùng bọn em không cần phải tuốt này các bạn. Hàng rất chi là đẹp. Đấy. Loa rất đẹp, không cần phải tuốt giống như là cái lô audio kinh hôm trước thì là phải tuốt hơi bị vất. Lô này thì rất chi là đẹp. Nó đỡ, nó không có bị xây sức nhiều giống như những cái lô khác kia. Thùng rất đẹp. Đấy, chúng ta thấy. Và bát của nó. Bát của nó thì nó loa này thì nó có hai loại các bác nhá, một loại bát như thế này và một loại bát là nó có dâu. Đây, bát có dâu như thế này. Để em quay luôn cái bát có dâu. Đây. Bát loại có dâu như thế này. Đấy. Đấy chính là loại bát có dâu. Và một loại bát như thế này. Thì cái bát như thế này thì là bát nguyên bản của nó, còn cái bát này thì họ đã thay bát khác, cũng là bát của Trung Quốc thôi. Nhưng mà họ đã thay bát khác vào rồi. Đấy thì giá của nó sẽ có sự chênh lệch. Cái loại mà bát riêng như thế này thì là 2.800.000 đồng một đôi. Và cái loại mà đã thay như thế này rồi thì là 2.600.000, tức là bát nó không phải là bát riêng. Mặc dù đều là hàng Trung Quốc cả thôi nhưng mà nó là không bát riêng của nó. Còn gân của nó thì toàn bộ đang còn gân riêng hết, gân đang còn lành hết. Đấy, chúng ta thấy là gân đang còn đẹp và rất là nhún, tốt rất tốt. Đấy. Về gân của lô này thì em nói là gân của nó là dàn rất tốt. Cái dòng mà loại bát riêng của nó thì nó được làm bằng gân, là gân đây là gân cao su các bác. Gân cao su nó rất là nảy, chúng ta gõ vào nó nảy tốt lắm, nó độ đàn hồi cực kỳ là tốt. Đấy. Và độ bền nó cao, nó không như gân mút. Gân mút là chúng ta không dùng đến một thời gian thì tự nó cũng sẽ mục, nhưng mà gân cao su thì nó có tuổi thọ nó cao hơn. Đấy. Gân cao su thì tiếng bát nó sẽ sâu mềm hơn là gân mút. Gân mút thì tiếng chung nó tốt hơn, nhưng mà mút cao su thì là tiếng bát. Đấy. Cho nên mà chúng ta để ý rằng là những cái loa súp mà súp điện hiện nay nó đang làm một cái gân cao su nó rất là to đấy. Thì gân cao su thì tiếng bát nó rất là sâu, rất là tiếng hai.
Đây chúng ta thấy là gần nó là gần cao su, nó rất là bóng. Gần này thì chúng bác đang dùng rất ok, cũng không cần phải thay đâu ạ, rất là đẹp luôn. Về màng loa thì như kinh nghiệm của bên em, như hôm trước em đã nói là màng này là màng xịn của nó này. Cái màng rất xịn. Đấy, màng này là màng loa xịn. Và thậm chí là cái loa, cái bát này nó cũng đấy. Đây loại này nó cũng là bát của nó, là cũng là bát là rất là tốt đấy. Bát này là dù là bát màng gọi là màng giấy nhưng mà cũng là rất là đồng còn tốt các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp. Đấy các bạn thấy. Thì loa này thì trước thùng loa nó đều có một cái tem bạc. Đấy, tem bạc thì tem này nó lại là tem phủ bạc đấy. Đấy, có thể nghĩa là CLO chép, chép CLO. Đấy, cái tem này tem 7 màu. Nói chung là nó chắc là nó cũng là quảng cáo hay là chống hàng giả gì không biết, nhưng mà hàng giả thì em nghĩ là hàng này thì không ai nhái cả, thì chống hàng cái gì. Đấy. Thì công suất của loa này nó là 200W một thùng các bác nhá, 200W một thùng công suất của nó. Đấy. Bây giờ em sẽ đi quay nội thất luôn. Thứ nhất, thùng bát là sau khi bên em đã tháo ra đây. Bát loa đây. Con này côn của nó là côn 51 các bác nhá. Đây, chúng ta thấy là côn khá là lớn, côn 51. Đấy, côn xịn. Đấy chúng ta thấy hàng zin hết. Đấy chúng ta thấy là côn nó đang rất là tốt. Côn đẹp lắm. Đấy chúng ta lấy cái keo cổ côn và cái nhện của nó khá là xịn. Đấy côn 51, côn nếu dòng loa nằm này côn như thế này là khá là lớn. Đấy, gân của nó rất là đẹp. Đấy, rất đẹp. Thùng loa. Đấy. Còn phía trong của loa. Phía trong của loa thì đây, để em coi luôn. Đây bông tiêu âm và phân tần. Phân tần của nó thì nó nằm ngược thì em cũng không tiện quay. Loa này là loa 3 đường tiếng các bác nhá, 4 tép nhưng mà là 3 đường tiếng chứ không phải là 5 đường tiếng thôi nhá. Tép là nó đấu song song với nhau. Đây em quay luôn cái tép cho các bác xem nhá. Hôm trước em đã quay rồi, em nhớ em đã quay cái tép này rồi, cái phân tần này rồi. Đấy chúng ta đấy, phân tần của nó đấy. Đấy. Đấy, vừa rồi là đấy, cái nội thất của nó. Cái dòng này thì cũng ghét cái là nó sao? Cái dầu loa nó hàn vào nó không có co dắt như cái kia, nó hàn thì nó chắc nhưng mà mình qua tháo nó xả nó hơi bị vắt. Đó là cái phần bát loa. Thực sự là hôm qua thì bên em cũng đi gặp một số bác kinh doanh online, thì các bác phản ánh rất nhiều là bên em bán phá giá, em cũng rất là ngại thực sự là. Nhưng mà đây là cũng phải xin phép các bác là cái loa này bên em bán là bán xả hàng, tại vì là bên em còn có nhiều hàng cái loa này thì bên em là bán xả. Đây là cái loa bát dâu. Đây. Bát dâu loại này thì lại là 500 kép, còn loại kia là 500 đơn. Nó cũng là bát của Trung Quốc thôi ạ, chứ không phải là bát của hãng nào hết. Đó loại là em không nói đây là của hãng nào, em nói thẳng là loa Trung Quốc, hàng nội địa. Đấy, các bác con này cũng là 200W luôn. Bây giờ em sẽ dẫn các bác đi thăm luôn cái loa mà 4 tép, 2 tép. Cái loa 2 tép thì đây. Và 2 tép thì nó nằm đây, con này là 2,3 triệu. 2,3 triệu đấy. Bát này là bát xịn của nó. Tuy nhiên là cái dòng 2 tép này thì cái dâu nó sẽ khác, nó không có dâu tròn giống loại 4 tép của anh. Đấy, nó giống nhau. Đấy, 2 tép. Và giá là loại 2 tép này nó chỉ có là 2,3 triệu thôi các bác nhá. 20,3 triệu một đôi. Vừa bán vừa tặng ấy. Thực sự là bên em sắp này cái loa này nó quá nhiều cho nên mà bọn em phải bán xả kho để thu hồi bốt vốn. Tại vì mùa này hàng nó chậm lắm mà bây giờ để tồn lâu. Và đây cũng là cái cơ hội để các bác mua cái hàng giá nó tốt như thế hiện nay. Thì hôm trước thì như em đã nói cũng rất nhiều lần, đây cái mùa này là cái mùa mà các bác được mua hàng giá rẻ nhất trong năm. Thứ nhất là hàng nó cũng không phải rẻ bác. Mùa này thì ở bên nguồn cung cấp thì hàng nó vẫn lên, biên vận chuyển nó vẫn lên, cước nó lên. Hàng ở bên Trung Quốc thì nó không lên. Tuy nhiên là nó lên là lên cho hai phương án. Thứ nhất là do là tiền Trung Quốc nó lên. Tiền Trung Quốc lên ngày xưa bọn em là 3.300 đồng một tệ, bây giờ đến 3.450.000. 3.450.000 đồng một tệ, tức là nó là lên tầm 5%, 5% so với trước đây. Thì chúng ta tức là một đôi loa, giống như đôi loa này thì nó lên không đáng bao nhiêu. Nhưng mà những cái đôi loa nó lớn bát 30 thì nó lên như thế là lên tầm 200-300 ngàn rồi một đôi rồi, và cộng với lại tiền cước vận chuyển. Hiện nay như các bác biết là biên cấm là từ trước Tết 3 tháng đến bây giờ này vẫn chưa thông biên thì phải đóng thuế hết. Nên cho nên mà hiện nay là cước vận chuyển từ bên Trung Quốc về là đắt hơn bình thường mất mấy trăm ngàn một thùng.
Nhưng mà nó may là nó vẫn về được, chứ nó không phải là nó như trước đây, trước Tết là không về được cơ. Bây giờ thì cao vẫn về được để bán cho các bác. Đấy, đấy em đang nói là cái giá hàng của nó không giảm. Ở bên đầu cung cấp về đến đây là không giảm. Tuy nhiên là cái mùa này các bác biết là cái mùa này mùa nắng là nó chậm hàng. Nó chậm hàng thì sẽ lại anh em thợ bọn em này bán hầu như là không đủ ăn. Nó gì là có hàng là bán. Có hàng tức là bán được đồng nào cũng được, đó lại là thế, kiểu là nó không quan trọng này, vấn đề là lời bao nhiêu, nhiều khi là xả hàng rồi bán hàng nó không được như bình thường. Nên đó là mùa này các bác được ép giá đấy, giá nó tốt hơn. Thì bác nào mà có nhu cầu ấy mua loa này thì cứ liên hệ với cửa hàng bên em nhé. Xin nhắc lại giá là giá 4 tép là 2.800.000 đồng một đôi. Loại không dâu, loại có dâu là 2.600.000 và loại 2 tép đây là 2.300.000 đồng một đôi. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí vận chuyển. Gần thì đang còn tốt, gần zin, thùng đẹp. Đấy là thế. Còn số điện thoại là ngay trên màn hình nhá. Các bác lấy thì nhu cầu thì gọi với Nam Tép nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ. Xin cảm ơn nhá.